tuy bổ ích, và nhất là chúng tôi là có tuổi phấn khởi lắm. Vâng, thật vui khi đón chú, thầy chú mạnh khỏe như này, và chúc chú lúc nào cũng mạnh khỏe như này. Cảm ơn chú, xin chào chú ạ. Chúc mừng chị Lân đã là người chiến thắng, chúc mừng chị. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình tiếp theo của chương trình Hãy chọn giá đúng.